tiêu của mình học là gì, là mình nắm được mình sử dụng thuốc. Cái sử dụng thuốc này không chỉ có cho cái việc là bạn bán thuốc là gì, mà là mục đích cho gia đình để bạn sử dụng. Cho nên là mình sẽ phải hiểu để mình sử dụng ha. Còn các bạn, khi mà mình sử dụng cái này xong, mình đi ra ngoài tiệm thuốc mình mua, mà cái ủa sao nó lạ quá, nó nhiều quá. Thực ra là các bạn biết là một cái hoạt chất, ví dụ hôm nay mình có là paracetamol, nhưng mà trên thị trường nó có hàng chục, nó là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cái tên biệt dược. Cái biệt dược là một tên thương mại của một nhà sản xuất, người ta đặt ra làm gì để người ta cho nó khác biệt, cho nó tạo ra được cái đó là cái tên của cái công ty. Ví dụ như Panadol, nhưng mà cái Panadol mặc dù là tên một cái paracetamol thôi, mà nó là gì, nó có rất nhiều cái Panadol, Panadol xanh, Panadol đỏ, Panadol vàng, Panadol xanh dương, xanh lá cây, đúng không? Đó thì nó có rất là nhiều. Thì do đó là các bạn, nếu như các bạn mà đi học cái biệt dược thì các bạn sẽ học không đổi, đây chỉ là một số biệt dược thông dụng mình nắm thôi, còn chủ yếu mà phải nắm cái hoạt chất của nó. Thì mà nhắc lại bạn, cái đầu tiên khi nói tới giảm đau hạ sốt là mình dùng gì? Paracetamol. Và mình nhớ ngay tới là 500mg dùng cho người lớn ha. Còn mặt cái là em bé bao nhiêu, nếu bạn không nhớ được hết, bạn từng bao giờ nghĩ chuyện phải nhớ cái liều của em bé. Cái liều em bé nó rất là đa dạng. Khi mà mình hỏi liều em bé, mình hỏi là tuổi, mình hỏi là cân nặng. Mà những bạn mà đã có con, có gia đình, có con, các bạn mới hình dung được ngay. Ví dụ như nó 5 tuổi thì nó khoảng từng bao nhiêu ký, nó khoảng bao nhiêu ký. Rồi nó 7 tuổi, 6 tuổi nó bao nhiêu ký. Để mình ước chừng thử là cái kg cân nặng của bé đó mình sẽ dùng bao nhiêu cái hoạt chất. Cho nên là mình sẽ hình dung là cái phần ký, nhưng mà mình chỉ nhớ trước mắt là nhớ người lớn thôi nha, người lớn thôi. Còn em bé trẻ nhỏ thì mình cứ chia đôi liều ra. Đối với những người lớn mình dùng liều như vậy, mà đối với em bé trẻ nhỏ nó tầm khoảng từ là 9-10 tuổi trở xuống, hoặc là 7-8 tuổi trở xuống thì mình chia đôi liều ra. À, 7-8 tuổi trở xuống chia đôi, từ 12 tuổi trở lên mà cho giống như liều người lớn còn được. Đó, ví dụ paracetamol 500mg cho người lớn của mình, nhưng mà đối với em bé ở 5 tuổi thì mình chia đôi liều là 250 mình cho xài. Nhỏ nhỏ hơn nữa thì mình dùng là 250 có, 150 có, 80 có, 160 có, 125 có, rất là nhiều. Cho nên mà để mà bạn nhớ nhớ nổi. Thì có một cái điều về em bé chỉ bằng cái luôn bạn nhớ. Thông thường thì em bé là từ 10 tới 15mg trên 1kg cân nặng. Thường là vậy. Thường là 10 tới 15mg trên 1kg cân nặng, thông thường là vậy. Tuy nhiên ví dụ một số cái một số thuốc cái hàm lượng nó nhỏ thì mình tự tính như vậy. Ví dụ cái viên clofenidamin, đây mình học trong cái bài về gọi là số 1 cái mà nhớ. Thì mình có cái viên clofenidamin này nè, cái viên màu vàng vàng này nè. Và cái viên này nó chỉ có hàm lượng là 4mg. Như vậy chứ mình áp đặt vô công thức là 10 đến 15mg trên 1kg cân nặng là thua rồi, đúng không? Thông thường cái đó sẽ áp dụng cho những thuốc có cái hàm lượng tầm 500mg. Ví dụ paracetamol 500mg, ví dụ như là cefixim 500mg đó, thì cái đó mình sẽ sử dụng là nhớ dùng ha. Như vậy công thức từ 10 tới 15mg trên 1kg cân nặng là mình dùng cái trường hợp đối với những thuốc có hàm lượng lớn nha. Rồi, thì bây giờ ta đi vào lại cái phần là như vậy là giảm đau sốt và giảm đau thì các bạn nhớ dùng paracetamol là cơ bản nhất. Trong trường hợp cái người đó bị dị ứng với para hoặc là người đó là bị men gan tăng cao hoặc là suy thận gì đó, suy gan thận, thì các bạn nên hạn chế sử dụng para. Liên quan đến gan thận thì hạn chế sử dụng para. Thì mình chuyển qua dùng gì? Ibuprofen hoặc aspirin, mà dùng ibuprofen còn tốt hơn. Mình nhắc tới ibuprofen là thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm. Thì cái nhóm này kháng giảm đau hạ sốt kháng viêm để thuộc cái nhóm NSAID. Thì nhóm này nó cũng có chức phụ là gì? Đau dạ dày tại nhà, đúng không? Viêm lết dạ dày tại nhà. Vậy các bạn phải dùng thêm một cái thuốc chống viêm tại nhà, đó là bây giờ đọc trước là omeprazole. Nó có rất nhiều nhưng mà mình nhớ trước một cái đó là cho mình xài. Rồi, trong cái nhóm giảm đau là như vậy. Và nhớ giùm cái nhóm NSAID mình sẽ có là ibuprofen, mình có diclofenac, mình có meloxicam, mình có mirocicam, mình có celecoxib, rofecoxib, ví dụ vậy. Thì những cái thuốc NSAID này nó giảm đau kháng viêm, nhưng các anh chị nhớ một cái điều cơ bản, giảm đau kháng viêm này là dành cho chị trong chị cơ xương và khớp, nhớ giùm nha. Những thuốc NSAID giảm đau này, diclofenac, ibuprofen, aspirin, acid mefenamic, rồi cái mirocicam, meloxicam, rồi celecoxib, rofecoxib. Nói vậy các bạn nghe bạn nhớ không? Có nghe quen quen không? Ai bây giờ mà nghe không nghe quen quen là mình lập một cái bài
đừng có sợ gì cao siêu, sợ lại một nhóm, một nhóm thuốc giảm đau hạ sốt, ghi tên các thuốc bệnh phải được không? À, về nhà nên liệt kê ra. Bây giờ là thầy biết nhiều bạn bây giờ không nhớ nổi gì, mà nói tới là bạn không có giúp được. Các bạn về nhà các bạn phải tìm cách học chứ, thầy cô giáo chỉ là cái người đưa đường dẫn lối chỉ cho mình thôi. Mà bây giờ mình không chịu học, mình không biết cách học nữa thôi. Cách học là tùy từng người, cho nên mới có câu chuyện là tại sao có người là người ta nó mất nhanh, là tại vì người ta tự nhớ. Ví dụ bây giờ bạn về đây là thứ tự nè, à một rồi mình phân loại ra, đây là hoạt chất, à hoạt chất, à hoạt chất, đúng không? Thì các bạn hoạt chất này thì các bạn chẳng ví dụ như paracetamol, ghi là paracetamol đi đó. Giờ các bạn bên đây mình có là gì, mình có biệt dược hoặc là tác dụng đó. Tác dụng là quan trọng nhất. Được chưa? Rồi ở đây mình có là biệt dược. Thì nếu mình nhớ paracetamol có là gì, giảm đau hạ sốt, ví dụ giảm đau hạ sốt. Biệt dược mình có là panadol, có panadol, efferagan ví dụ mình đi ra đó, vân vân. Từ đó làm như vậy đủ rồi, còn cái gì như thế nữa nhớ không nổi, từ từ, hiểu không? Từ từ đó. Ví dụ sang cái nhóm này, nhóm NSAID, ví dụ mình chơi là nhóm thuộc nhóm gì, nó ghi chú thuộc nhóm gì, có thể mình ghi chú vô, ghi chú NSAID này nó giảm đau gì đó, là NSAID gì vậy, tâm gì đó. Ở đây là tác dụng phụ đó, được chưa? Rồi à, ví dụ như đây mình có nè, nhóm NSAID mình có cái gì, có là ibuprofen à, mình có gì nữa, diclofenac nè. Ở đây là chung nhóm aspirin nè, aspirin. Thì hai canh này có tác dụng gì, vừa giảm đau vừa hạ sốt, mà có kháng viêm nữa. Hai canh này đúng không? Đó, hai này. Bây giờ ví dụ xuống tới là diclofenac rồi acid mefenamic. Các bạn đừng có không nhìn công kết lại này đâu, tại vì các bạn hình dung cách làm phải bản rồi về nhà là trong tài liệu có hết. Rồi ví dụ bây giờ nó cần gì, cái này chỉ là giảm đau, cái này chỉ là giảm đau căng viêm thôi, không có hạ sốt, nó sẽ khác biệt nè. Cái này có hạ sốt nè, thấy không? À, cái này chỉ có là giảm đau và căng viêm. Mình nhớ dùm là những cái giảm đau căng viêm này nó chỉ là giảm đau căng viêm trong cái gì, cơ, à cơ thịt nè, xương, đại khớp. Được chưa? Đó, mình đi, mình bị té, mình bị chập chân, nó đau nhất. Mình đi nhiều quá bị sưng chân, sưng đầu gối, sưng khớp. Mình vận động thể thao nhiều đau mỏi cơ thì mình dùng NSAID vô. Nhưng mà khi đụng tới dạng kháng viêm, mà kháng viêm trong những cái ổ viêm á, viêm nhiễm do bị nhiễm trùng bên ngoài thì không bao giờ ta dùng đâu. À, cho nên nhiều bạn đọc một cái từ là kháng viêm, mà cái kháng viêm này mình lấy nó mình dùng cho trường hợp, ví dụ người ta bị một cái vấn đề là mổ nhưng mà ta bị nhiễm trùng, sinh ra ổ viêm, hoặc là bị một cái là viêm phổi, viêm họng, đúng không? Nghe chữ viêm không? Viêm phổi, viêm họng, một cái ổ viêm, hay là bị chạy té chân, mà khi mình xử lý vết thương mình không sạch nó bị viêm, hay là mình đi chơi mình bị máy những cái hàng rào rách tay cái, hay đơn giản về rửa nước xong rửa sau đó là mưng mủ sưng lên là viêm. Như vậy những trường hợp viêm đó thì các bạn phải làm gì? Các bạn không thể nào dùng những NSAID để mà điều trị kháng viêm mới được, bởi vì cái đó là viêm giảm đau và kháng viêm trong cơ và xương khớp thôi, là nó dùng trong những cái hoạt động thôi nha. Còn như vậy thì lúc đó khi mà viêm các bạn sẽ dùng sang nhóm corticoid. Đây là cái nhóm corticoid. Cái nhóm này nè, đây là nhóm mà kháng viêm rất mạnh, mà phải nói là rất tốt, nhưng độc tính nó cao. Là phải dùng độc tính nó cao, nó ảnh hưởng tới gì, uống vào thì giữ nước, thì phù chân, phù tay, phù mặt, giữ nước mà. Thứ hai gây giãn canxi, loãng xương, nó là mất đi canxi, làm mất đi canxi gây loãng xương, xốp xương, loãng xương, hại thận, suy thận. Nghe nó đủ sợ chưa? Đủ sợ rồi. Nhưng nó xài tốt thì mình chỉ cần xài đúng cách là mình ok. Đúng cách là gì? Xài từ 7 ngày đến 10 ngày là phải giảm liền và ngừng, không xài quá. Khi mà ngưng là ngưng một cách từ từ, giảm liều từ từ, khi mà ngưng đột ngột
con người rất nhiều mình thấy là mình sai sử dụng, xong cái tự nhiên mình thấy hết mình cho người chẳng cần giảm liều. Người Việt Nam mình có một tính đó, mua thuốc về bị đau họng, ho uống mới hết xong cái tự nhiên sao ngưng được còn hết rồi, không cần phải bạn với nào là khi mình hết là mình chỉ giảm triệu chứng thôi, giảm triệu chứng thì công viên nó vẫn còn, hôm nay là nó còn ít xíu hết, nó chưa hết thì lúc đó dẫn tới chuyện gì, dẫn tới chuyện rằng là mình ngưng như vậy bắt đầu vài buổi sau nó lên lại, nó còn nó phát triển lại và lại bị ho bị họng lại. Nhưng tại sao cái bệnh viêm ho nó còn kéo dài một tháng hai ba tuần một tháng trời là bởi vì không, cho nên khi mặc dù mình hết rồi mình uống tiếp hai liều một ngày nữa ít nhất và nó diệt hoàn toàn thì bạn nhớ ví dụ như cháu này có gì đây, có nè chắc để quen này à, cái mà các bạn nghe nhiều nhất là cái nhóm cổ điển nhất là dexamethasone. Dexamethasone nghe không, nghe nghe được không, dexamethasone đó. Và sau đó mình tới prednisolone là cái nhóm mới à, prednisolone thì đọc tính ấy không, đọc tính nó thật đó thì nói cái này không là các bạn thấy rằng là cái kháng viêm rất mạnh rất tốt. Trong đợt dịch Covid vừa rồi ai bị viêm họng một cái là ta phải dùng thêm, phải dùng bổ sung cái đó, người ta dùng tới prednisolone 16 luôn, dùng kháng viêm mạnh luôn á, từ prednisolone có 4mg thì dùng tới 16 luôn. Có bạn gì mình có đồ điều trị không thầy? Cái gì? Mình có bắt đồ điều trị không? Cái này không được bắt đồ, cái này không được bắt đồ. Kháng viêm là chỉ cần dùng, dùng nó dùng chung với kháng sinh, kháng viêm là đi chung với kháng sinh. Ví dụ các bạn viêm họng đi, các bạn uống kháng sinh là bạn các bạn chỉ trị viêm cơ viêm khuẩn thôi, mà cái ổ viêm nó còn mà không diệt được. Trên thường á uống kháng sinh mà không bớt là phải cho một cái liều vô liền hết liền, cho nên nó sẽ có hai cái việc là khi mình hiểu, mình có kiến thức mình hiểu rồi thì lúc đó sẽ có một cái chuyện là mình cho người nhà mình dùng, là mình sẽ đi từ cấp đặc cấp bậc thì nhẹ lên, nó không bớt nữa mới quất mặt dùng. Nhưng mà đi ra ngoài tiệm thuốc tây mình đi bán, mỗi nhà thuốc mình bán mình có dạy cho tự dạy mất khách liền, mới tới chị ơi cho em ba liều uống hoặc cho hai ngày uống, cho hai ngày chị uống về đi nha, không bớt quay lại em nó chửi mình liền, đó là mình nuôi bệnh thì không hết mà. Mà thực ra người ta đâu có hiểu là mình đang sao, mình đang từ từ để bảo toàn tính mạng của người ta, là mình ảnh hưởng sức khỏe, mình cứ từ từ uống đi, không hết thì qua đây tôi đổi thuốc cho mạnh hơn, người ta không hiểu, người ta càng uống tới phải hết thì lúc đó hầu như các bạn bán ở ngoài nhà thuốc các bạn chơi một cái thôi là mất mạnh của tôi luôn, thà giết lặng còn hơn bỏ sót mà, cho vô kháng sinh để xa rồi quất bầm vô, uống chỉ cần hai liều ba liều là bớt rồi. Cảm thấy thuốc rất là hay, cảm thấy giỏi tay, thực ra là cho rất mạnh đó, mà không mạnh thì lại về đó là nó bắn dở rồi sau mua nữa. Cho nên nó giữa có hai cái, một cái mình dùng gia đình mình phải làm từ từ à, uống hơi bớt thì bắt đầu từ từ lên, còn nếu không đi ra mà chúng tay là cái mạnh bụp luôn, nó bị xong hết cho kệ, còn chuyện anh lờn thuốc anh như thế nào kệ anh, tại tôi đâu biết đâu bán thuốc được rồi, tôi bán không hết thì anh lại nói tôi là tôi bán dở đó, nó là nghịch lý như vậy. Nói chung trong ngành y tế mình có nghịch lý, sáng sớm ra mà không thay mở hàng là bao nhiêu làm gì rồi, bán bịa rồi, bán bịa cho có khách tới, khách là ai, khách là bệnh nhân à, mình làm y tế mình phải bảo vệ bệnh nhân, hy vọng đất nước nó mạnh khỏe thì dân giàu nước mạnh, không ai bệnh tật trong cái ngành đúng không, trong cái y tế là phải luôn luôn chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, mong muốn bệnh nhân hết bệnh khỏi bệnh, đằng này bán được đâu rồi, bán bịa cho hôm nay có nhiều khách tới, mở phòng khám ra sáng nay chưa có ai vô khám, cái đầu là cúng bịa liền, có bệnh tới không, có bệnh tới phải là người ảo người ta bệnh không, đó thì nó là nghịch lý của mình, nghịch lý thật sự. Rồi mình đi học ở trong trường lớp, mình đi học ở đây chỉ với các bạn là dùng từ từ nó không hết thì mình bắt đầu mới đổi kháng sinh, mình cứ chuyển qua cái khác mình dùng lên, để làm gì, để mình vận dụng, mình sử dụng cái sức đề kháng cơ thể mình để mình chống lại đã, rồi đó mình mới dùng thuốc hỗ trợ vô, và như vậy thì mình sẽ bớt cái chuyện bị đề kháng thuốc. Nhưng mà nếu như vậy thì người khách hàng người ta không tin, tại từ Việt Nam mình là không có thói quen là đi mua theo toa, ở nước ngoài đặt đâu gần gần đâu gần xa Thái Lan Malaysia thôi, bước qua bển thôi, đi ra ngoài thì bước tay hỏi chị ơi bán cho em vị ba vị F gì là vị thuốc kháng sinh cefixin amoxicillin đâu ăn, tại nó cái đó phải mua theo toa quy định, nó bán anh đi vô còn mạch anh khám đi, khám xong cầm toa tôi ăn, tại vì nó quản lý chặt chẽ, nhập một cái toa thuốc ví dụ như tháng này nhập vô 4.000 viên amoxicillin, có hóa đơn nhập vô đúng nha, hệ thống máy tính nha, toàn bộ dữ liệu đổ về sở y tế hết đúng hết, hôm nay bán được bao nhiêu tới ở toa đó, nhập cái toa này mã số toa là bao nhiêu, quét vô một cái nó hiện lên bấm lấy thuốc ra, nó xuất ra thì bắt đầu nó xuất ra mấy vỉ amoxicillin cho người ta bán, thì chắc chắn trong hệ thống nó trừ hết ra thì bán hôm nay là 3 vỉ là 30 viên thì trong hệ thống nó trừ 4.000 thì 30 viên nó còn 3.970 viên ví dụ vậy, nó còn cho hệ thống trên sở y tế nó nắm được,
Mai mốt sở y tế nó cũng đi kiểm tra thì cầm cầm nguyên tới đó, nó tới đây hỏi nhà thuốc tin gì xong nó mở hệ thống lên kiểm tra đâu anh thuốc đủ không, đi kiểm đếm đó, nó kiểm đếm vài cái thôi đúng đủ là ok, tại vì nó làm chuẩn bán thuốc theo toa chỉ có paracetamol, aspirin, một số thuốc thông dụng thì cho bán, vitamin C thì bán không theo toa đúng như quy chuẩn thôi, bạn hình dung không, rất là chặt chẽ. Thế không có chuyện mà đang muốn mua gì mua như Việt Nam mình. Việt Nam mình luật thì có luật à, nhưng mà nó mặc luật trời à, là vô trong đó mua à, bán thôi tôi đi, nghĩa là lúc đó người bán hàng phụ thuộc vào người mua tới bán à, bà chị ơi bán cho em amoxicillin em ơi, cái này phải có toa, hoặc là như buổi trước tôi nói bạn là dùng một cái giảm đau là paracetamol cộng với tramadol, đó là thuốc gây nghiện, thì mình đi ra đó chị ơi bán cho em là cái ultraset giảm đau rất tốt, bạn dùng paracetamol bạn không bớt thì bạn dùng kết hợp giữa paracetamol và tramadol cho nó gây nghiện nó mạnh lên. Chị ơi bán cho em chỉ ultraset, em ơi em có toa bác sĩ không, tại vì cái này nó cứ gây nghiện, em có toa chị bán em đi, không được em ơi không bán thì thôi qua nhà thuốc khác, nhà thuốc bên cạnh chị ơi có bán có em ơi thì bán cho mua giờ. Cuối cùng sao? Tới nhà thuốc đó mua có bữa đông dẹp, không mua thuốc nữa. Không mua thuốc nữa, đúng không? Cái tài thẳng của nhà thuốc lại mình mua được. Còn nhà thuốc nó ế dần. Nó ế dần, nó phải thay đổi suy nghĩ. Ủa sao mình nhầm ế vậy? Nó bắt đầu đi dần dần, nó hỏi à, té ra là hãy cứ bán những gì người ta cần. Hãy bán những gì người ta cần, cứ tới mua là bán thôi. Không cần biết, đúng không? Thành ra nó là như vậy. Thì đó là chính vì vậy mà thì tập bây giờ thấy tất cả nhà thuốc đều có một cái phần mềm, đúng không? Bắt buộc phải có phần mềm. Nhưng mà cho vui là nó vui thôi chứ lên hệ thống mấy anh sở y tế quản lý sao nổi, không quản lý nổi bởi vì cơ chế mình không quản lý nổi, là đơn giản là vậy. Cho nên ở đây hướng dẫn các bạn làm ơn về nhà, các bạn học không nổi không nhớ nổi, các bạn phải tự hệ thống của bạn ra để khi mà vô buổi dạy thầy cô giáo nhắn mạnh lại nhắc lại các bạn review đến đầu mình nó hiện đến đầu lại. Còn bây giờ đầu mình là tờ giấy trắng, thầy cô giáo lấy mực bôi lên cái bữa sau về cái nó trắng lại, bôi tiếp bôi hoài không có gì, nó có gì hết à. Thì các bạn cứ để bữa nào em ra trường em học, bữa nào về nhà em học, chờ bữa nào em giảng bữa này lớp này, tụi nó thì giảng lớp này là rất nhẹ nhàng từng tốn luôn à, giảng chút gì đó mà con chịu học nó thôi, hình dung không à, thì bạn nhắc lại thay đổi suy nghĩ, bởi vì học trên lớp rất là tốt, học nhớ luôn, về nhà xài cái được luôn đó. Rồi nên nhớ lại nha, là đối với giảm đau hạ sốt dùng paracetamol 500mg trong trường hợp mà cái người đó bị gì, dị ứng paracetamol, dị ứng nha, tác dụng phụ của para chỉ có một trường hợp thôi là dị ứng para thôi, trường hợp dị ứng có không có xảy ra à, cũng một có chuyện là nôn ngao khó chịu, cồn cào nóng nôn ngứa, đó là dị ứng. Vậy bây giờ có những bạn bắt đầu suy nghĩ, ủa thầy ơi dị ứng hả, mình uống một viên trăm dị ứng vô, thầy uống viên kháng histamin vô à, bày ra bày đó à, phải dị ứng thì cái điều đó không tốt, dị ứng từ thức ăn cơ địa này nọ thì mình uống vô khác. Còn lần này mình thấy uống thuốc vô mà dị ứng, uống thêm một viên nhân trắng dị ứng nữa đâu được, nó hấp thu nữa đâu ha. Rồi cho nên là mình nhớ là như vậy, mình dùng ba la không được thì bị dị ứng nè, gan mình có vấn đề nè, đúng không, thận có vấn đề thì thôi chỉ có giải quyết gì ibuprofen hoặc aspirin đúng chưa, là nó là giảm đau hạ sốt luôn và kháng viêm luôn, tốt luôn. Nhưng cái nhóm này bị gì, viêm loét dạ dày nên phải dùng kèm cái gì, omeprazole được không, đơn giản không, rồi xong. Khi mà không nói tới sốt nữa, không nói tới sốt nữa, chỉ nói tới giảm đau kháng viêm thì bắt đầu nhớ cái này. Bây giờ tôi chỉ bị đau nhức, bị viêm cơ và đau nhức cơ đó, thì lúc đó dùng nhóm này thì mua được phen hai viên liều thì được, nhưng cái nhóm này giảm đau và kháng viêm, cơ xương khớp cực kỳ tốt đó, nhớ nhớ acetaminophen. Rồi thêm nữa nha, ví dụ như đó Celecoxib, Meloxicam, Rinoxicam, Celecoxib, Rofecoxib ha. Đó, thì đó là một số cái như vậy á. Nó đơn giản lắm, các bạn đừng có nghĩ phức tạp thì cao siêu với các bạn. Các bạn càng nghĩ nó càng sâu siêu, bạn sẽ học không được. Và nghĩ đơn giản lắm, các bạn là không xong rồi. Rồi, như vậy giảm đau. Còn nếu mà các bạn có một cái thuốc mà nó giảm đau thuần túy, nó không có hạ sốt, nó không có kháng viêm, nó dùng giảm đau bình thường không? Ví dụ dỗ răng, nó nhức quá về uống viên giảm đau thì dùng cái giống gì? Có một cái dạng là gì? Một cái dạng hoạt chất mà nó chỉ là giảm đau thuần túy, là không có hạ sốt mà cũng không có kháng viêm gì hết, cái giảm đau thôi. Idarac hoạt chất nó là gì? Phờ gì? Phờ lóc ta
lactafenin, một cái loại lactafenin 200mg dành cho người lớn, 100mg dành cho em bé, flactafenin và một cái biệt dược rất nổi tiếng là Idarac. Đấy, xài êm lắm nha. Hả? Mua không có thì cái dòng dòng mỗi flactafenin là đầy. Idarac có thể có lúc đứt hàng, nhưng mà flactafenin mình mua ra mua 200mg là có hàng nha. Đó, như vậy thì mình sẽ có được những thuốc như vậy. Xong bây giờ mình qua cái nhóm gì, trước đó nói đến nhóm này. À, nhóm này là nhóm gì? Nhóm này là nhóm kháng histamin, là cái nhóm trong điều trị dị ứng và sổ mũi. À, cái này các bạn đã học rồi, một số bạn học rồi, thầy chỉ nhắc lại review lại cho một số bạn có chút vắng. Ở trong cái nhóm này chia làm hai cái, là nhóm cổ điển và nhóm hiện đại. Giờ cái nhóm cổ điển thì sẽ có cái anh mà chú ý nhất nữa là clofenidamin. Anh này là viên nhỏ nhỏ màu vàng, được là 4mg. Clofenidamin 4mg, anh này nhỏ nhỏ vàng vàng luôn, màu vàng luôn. Đó. Đó, anh này, được chưa? Vậy anh này chữa gì? Dị ứng, ngứa, nổi mề đay. Đó. Hít phải phấn hoa, côn trùng bắt đầu hắt xì hơi liên tục, còn ngứa cái nó chịu, cùng nó không chịu lắm. Cái cảm giác về dị ứng mình cái tuyệt. Thì lúc đó mình lấy anh này mình uống. Người lớn mình là cứ một viên, sáng viên, chiều viên. Mà mạnh muốn mạnh thì sáng viên, trưa viên, chiều viên, đó ba viên, ngày ba viên clofenidamin, được chưa, hiểu chưa, rồi tuy nhiên trong cái nhóm cổ điển này vẫn có những cái anh như promethazine, alimazine, đã nhắc lại nha, review lại nha, promethazine, alimazine, hai anh này cũng có tác dụng điều trị dị ứng. Nhưng có thêm một tác dụng nữa là trị ho. Anh này nè, promethazine, alimazine vừa có tác dụng điều trị dị ứng, vừa có tác dụng sổ mũi luôn. À, nhóm này toàn bộ histamin là dị ứng. Nhóm histamin H1 đó là vừa dị ứng và sổ mũi. Như vậy anh này cũng là trị sổ mũi và dị ứng. Anh promethazine, alimazine vừa là dị ứng, sổ mũi và có ho. Nhưng mà anh này là điều trị ho nhẹ, cho nên hai anh này được dùng làm thuốc siro cho em bé trẻ nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà em bé trẻ nhỏ thường nó bị hay bị gì? Nó hay bị combo lắm, một combo luôn, ho, sổ mũi, đúng không? Ho, sổ mũi, nó thường bị vậy. Cho nên mua cái Prometazin, mua là cho nó uống, như vậy, Rotban, như vậy. Hoặc là mua cái Alinazin, siro Theraland cho nó uống, đó, vừa trị ho vừa trị sổ mũi. Vậy thì như bạn hỏi thầy ơi, vậy cái này và cái này, cái này là Prometazin và Alinazin, nó có cái dạng viên nén cho người lớn không? Xin thưa, có. Có nha. Như vậy thì cái đầu tay không làm gì hết, đập vô trong đầu mình khi mà nói tới dị ứng, nó tới sổ mũi là gì? Nói gì? Dị ứng và sổ mũi là gì? Clofenidamin, nhớ dùng nha. Đi đâu đi, hắt xì hơi sổ mũi cái clofenidamin là nhớ đầu. Phẹo. Đâu có học nhiều. Các bạn đi ra trường khác chạy lý thuyết pha kinh khủng luôn. Rồi cùng ra trường học cái gì vậy? Không cần cái gì hết, đơn giản thôi. Cứ nhớ cái này, sổ mũi dị ứng clofenidamin 4mg uống vô. Được chưa? Rồi. Hai anh này thường là dùng có dạng viên nén cho người lớn luôn. 15mg, anh này 5mg, nhưng mà thôi. Nhớ có cái nhớ còn nổi bị đập nhớ hai cái. Thấy không? Vậy đó đi. Nhớ cái trước đã, được chưa? Cứ từ từ học, không có ai nói mình dở, không có ai nói mình dốt, chỉ có điều là chưa có người đó mình chưa học tới thôi, từ từ tôi biết thôi, đúng không? Chuyện cái này là cứ từ từ, lo về đây mình nói được cái là mình rồi, nha. Rồi hai này, nó xin đô cho em thì thường dùng, người lớn có nhớ cái này chứ, 4mg đi một vàng. Cái này chưa nói nha, anh này tí nói sau nha. Rồi nhưng mà cái nhóm cổ điển này nó bị một cái chuyện, nó lên được hàng vào máu não, nó lên được hàng nào máu não lên cho não mình, thì nó ức chế nhẹ thần kinh trung ương của mình, thì nó giúp cho cái việc là điều trị sổ mũi tốt hơn, nhưng nó gây buồn ngủ, cho nên nó có một chút xíu tính là an thần trong đó, hình dung ha, nó có một chút xíu tính là an thần là gây ngủ á, thì anh này là gây ngủ, cho nên khi mình uống cái thuốc này vô, cái người mình ngày ngập khó chịu, nghĩa là buồn ngủ. Vì vậy khuyên các bạn nhớ clofenidamin là mình dùng trong trường hợp nào không có đi làm, không đi làm nên
đơn giản là vậy thôi, không đi làm không đi học ví dụ à, ví dụ như vừa buổi chiều đi học mà trưa nay ăn cơm xong quốc viên chlorphenamine và thầy nói giờ lên đây chỉ có nước nặng thôi, nó mệt, nó buồn ngủ, nó đừ đừ đừ. Cho nên là nhớ anh đó chỉ dùng là gì, một là ngày nghỉ, hai là không đi làm, ba là dùng buổi tối, được không? Đơn giản nha. Rồi nhưng mà thì giả sử cho ủa thầy ơi vậy ban ngày em đi làm em uống cái gì này đúng không, à em uống cái đó vô em buồn ngủ thì em uống buổi tối em ngủ, em muốn buổi trưa để em ngủ, nếu buổi chiều em không đi làm. Vậy nếu trường hợp em chỉ làm giờ lái tàu xe, lái xe thì em muốn cái gì thì mình qua cái nhóm hiện tại thế hệ mới, nhóm này nó không gây buồn ngủ đó, là đúng chưa? Như vậy nó có hết cho mình. Về nhóm này không gây buồn ngủ thì mình có cái này phenazine, anh này nổi tiếng phenazine hàm lượng 60mg. Cái dở của người đi đi làm thuốc là không nhớ hàm lượng. À chị ơi bán cho em một vị phenazine, hỏi có chị lấy hàm lượng bao nhiêu, thấy chết à, nó bắt đầu nhớ bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu, có tới ba hàm lượng luôn, 60, 120, 180 giờ lấy gì bây giờ, chắc lấy trung bình lấy em 120 ở giữa. Cái hàm lượng anh mày chỉ cần dùng 60mg là đủ, mình dùng 120mg là mình dùng cho sáng và chiều luôn, còn mình dùng 180mg là dùng cho cả ngày luôn, nếu mà mạnh đến nặng thì dùng cả ngày. Cho nên nó tóm lại là chỉ cần ghi đây phenazine 60mg đó, cái bên đây là 54mg. Mà nhớ nha, làm gì làm thuốc là có hai thứ, một là phải nhớ luôn tên và nhớ cái hàm lượng, không nhớ hàm lượng thì đưa thuốc cho người ta không nhớ hàm lượng, giống như kêu à, chị ơi lấy em paracetamol mà em ai uống, dạ em lấy hàm lượng nhiêu, em lấy bao nhiêu được chị ơi, rồi cho nó cho cái gói cho cái viên 250mg về uống chết luôn, uống nhiều cũng đâu hết đâu, lấy hàm lượng nó quá nhỏ sao mình phải được 500 trở lên, cô xin nha, uống 250 sáng, 250 trưa, 250 tối, viên 250 đau đầu thì nó bắt đầu nhất thì bắt nhất sốt thì nó không hạ, có nghĩa hiểu được không? Cái nghĩa là vấn đề là hàm lượng rất quan trọng. Vì vậy nhớ dùng cái này là 4mg và cái kia là 60mg phenazine. Mình có một cái biện dược rất nổi tiếng của hãng Sanofi đó là theo pháp ha, theo pháp. Rồi nhớ cái đó dùng. Yeah. À, tốt nhất là bạn liên tạo một cái group riêng, tạo một group riêng để thầy mình trong đó để học nói dược thôi. À, tình hình là nhiều bạn học được một cái nghĩ nó bắt đầu vô là quên bài. Có cái hàng cetirizine nó cũng làm cho buồn ngủ rồi này. Đúng rồi. Mà thuốc màu đỏ. Đúng rồi. Thầy nói về trước bạn. Rồi như vậy xong trong cái nhóm phenazine này xong đúng không? Các bạn sẽ có gì loratadine. À, dùng hai anh này thế hệ mới nha. Dùng hai anh này là phenazine, loratadine thế hệ mới dùng em. Anh này chỉ có 30mg thôi. À, xin lỗi 10mg. Anh này là 10mg. Đó. Phenazine 60 này 10mg. Dùng hai này được rồi. Đó, được chưa? Thì anh này là gì? Mà tin tôi các bạn một câu nói từ sơ bạn nhé. Dùng cái anh này nó không êm bằng anh này. Bởi vì anh này nó ức chế thần kinh trung ương của mình, nó gây buồn ngủ hiệp. Mà ức chế thần kinh trung ương mình, mà thần kinh trung ương là thần kinh làm gì? Là thần kinh điều hòa luôn cả hô hấp, hành não phía sau nó đồ điều hòa hô hấp. Nó điều hòa cái mũi mình này, mũi là mũi là hô hấp hít thở. Nên ức chế được và nó làm cho mình êm luôn, mình không bị tiết dịch nữa. Bớt sổ mũi. Nên thực ra thì quan hệ em đó. Đó. Mà dùng anh này nó không góp với tính mũi của mình thì tác dụng nó sẽ bớt được một tính nào đó hiệu quả. Nhưng mà vì ban ngày phải dùng nó để không buồn ngủ, tiếp ban ngày phải dùng nó để tránh buồn ngủ mà hiểu không? Và như vậy là ban ngày mình dùng cái này được không? Ban ngày dùng sáng dùng viên, trưa dùng viên, tối chỉ qua dùng viên này cho nó êm. Có nhiều người kêu hỏi, ủa sao dùng rắc rối vậy? Mà nó êm là được à? Nó tốt là được. À, rồi. Các bạn nhớ dùng cái này chlorpheniramine, nhớ phenazine hoặc loratadine là được nha. Rồi bên cạnh đó bây giờ mình nói tiếp nè, nói tiếp những ý ngoại này. Cetirizine nó có một cái là cetirizine ha, một cái nữa là cinnarizine. Thì hai anh này cái thuộc thế hệ mới, nhưng anh này giao thoa giữa thế hệ cũ và thế hệ mới, có nghĩa là khi người ta tìm thế hệ cũ này rồi bắt đầu người ta phát triển sang thế hệ mới là không ức chế được cái mũi nữa, thì có anh cetirizine và anh cinnarizine, hai này viên hơi vuông vuông màu đỏ, nhưng mà vì nó là giao thoa giữa thế hệ cũ cho nên vẫn còn cái gì đó liên quan đến đường hấp của mình, nó vẫn gây buồn ngủ chút xíu đối với những người nhạy cảm. Nhưng thôi tốt nhất đừng chơi nó, nếu mà không biết cách chơi thì chơi nó
là mình chơi với nó là phải biết lại gì, cũng một đêm thôi, nó kiểu như là cái viên ba viên viên ngủ của đó đó, ban ngày dùng cái này ha, ban đêm dùng cái kia hoặc là dùng cái này. Dạ nó không có gì màu trắng cả này, cũng có cái viên đó à. Nhưng mà cái gọi là pola á, pola min, nó có gọi là viên pola, cái viên pola thì ta cũng dùng nhiều, số cái dùng nhiều, nhưng mà tại vì bây giờ các bạn mới học mà nhiều quá thì không có bạn nhớ ha, thì dùng một ngày đủ xài rồi, đủ xài rồi ha. Rồi như vậy thì ngoại trừ cái cetirizine, cinnarizine, pola nó thuộc thế hệ giao thoa cái này và cái này, cho nên nó vẫn có một xíu được, mặc dù nó không có tác dụng mà thôi mình cũng đụng tới, là mình không khéo, mình không khéo cách vận hành thì nó sẽ gây mình là gì, nó đều không mong muốn. Tự nhiên đang đi học mà như bữa đây thi chẳng hạn đi, mình sổ mũi uống vô viên cái ô hết sổ mũi thiệt mà rồi thấy làm bài luôn ngủ. Rồi trong đây có một anh nè, dimenhydrina, anh này cùng cái nhóm là chống dị ứng, chống sổ mũi, nhưng mà trần đời này lại không dùng hai tác dụng đó. Ôi anh này có một tác dụng khác hay hơn, chống nôn say tàu xe. À anh này là có tác dụng chống nôn say tàu xe, cho nên dimenhydrina được sử dụng để chống nôn say tàu xe gì à, cho nên là cái anh đó mà để dùng trong gọi là dị ứng sổ mũi rất ít, nhưng mà được dùng trong chống nôn say tàu xe. À mình có một cái thuốc là scopolamin, là của các bạn mà đi học của thầy trước là thầy có ghi đó. Scopolamine đó, chống nôn say tàu xe. Vừa có dạng viên vừa có dạng là gì, dạng dán. Hôm bữa trước cũng cho một công thức ha, công thức mà coi như là đụng tới nóc rồi đó, đụng tới nóc của chống nôn say tàu xe rồi đó, uống công thức nó vô thì sợ là pha luôn. Rồi kiếm người hỏi ai cần công thức đó, kiếm người đi hỏi. Hôm bữa đó là có vài người học mà 4-5 người à, bữa đó đúng như 5 người. Hôm bữa sau nữa phải có 5 người học à. Rồi xong bài này, thì đã bài này xong bữa trước rồi, nhắc lại bây giờ qua tiêu chảy đó bỏ học rồi mới thấy. Tại bữa trước một số bạn vô lớp vừa bên kia mất tiêu bài đầu này, là vô mà chưa được học bài đầu thì vô cái bài kia hơi chỉ hướng dẫn cho kiểu buồn trước buồn sau á, không cố gắng nha, cái nào được từ từ bổ sung xong. Rồi bây giờ qua cái nhóm tiêu chảy táo bón đi ha, tiêu chảy đi ha.